vô lúa nữa rồi. Không bỏ cuộc mà nó trong đám ra muốn mà quặng cho được mà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hai con rồi nha cả nhà. Chào cả nhà. Đây cho anh Phương trải nghiệm đào chuột nha. Bắt chuột. Chị Phú không khỏe rồi cả nhà ơi. Phú không có đi theo được rồi. Ông Khánh quê em bữa nay còn có mình anh Phương. Anh Phương nào kiểu này là mình nó chạy ra ngoài luôn. Tới trước rồi. Hả? Tới trước. Tới nữa phải không? Qua đây luôn không? Ra không? Không với dặn động đây nè. Về cái đời. Phải chạy qua đây. Kìa. Ăn ngon lắm mà. Đến đường tới đây tới dọn này tới. Hình như đây còn đám miếng lúa này là cuối cùng luôn. Bên này có cái đường hoa. Này cái hang đâu mà nó đùng dữ đây ba. Nó có đùng. Đùng dữ lắm, đùng luôn. Đùng bệnh bệnh không. Không thấy hang. Làm gì không có hang mà nó bư cái này ra được. Đây nè. Đây dạ. Ở chừng qua tới đây luôn rồi Út. Con xè xè. Không qua ta. Không qua đây hả? Ừ. Không qua trời. Không qua đây xuống đây. Vậy là cái hang này nó riêng nữa. Ăn ngon quá mà kìa. Sao Út? Chưa hết mà. Cái mé rồi kìa. Qua đó nữa hả? Chạy hắn đi. Có gì nó mới hết đó. Là cùng mới hả? Còn hang qua đây nè. Chỗ qua đây chứ đâu. Em chờ sao? Nó bị đụng mà đâu khỏi. Mé nó chạy ra sao ba? Bị đất nó đụng trong cái bít cái miệng à. Thủ sao vậy Giang? Thủ chứ. Qua đây thiệt.
đừng xô xuống ở đây, nhỏ nhỏ vô đây được chưa? Bay bự luôn kìa. Ê. Đây. Tiêu diệt nó. Thấy chưa? Bự. Không dữ kìa. Ôi ôi, một đống luôn kìa. Dạ. Bỏ vô, bỏ vô. Ôi. Ồ, chuột này béo lắm mà. Rồi. Chuột kìa, trong hang nó chạy ra, coi chừng trong hang chạy ra kìa. Quá trời bố xua rồi. Đây đây, lấy con súng này xong. Đó, qua đó một con kìa. Có 5 con à. Kìa bà. Mày tụi này đông dữ. Một nồi. Mười mấy 20 con. Thấy không? Còn nữa nè. Thấy cái này. Con nào cũng được nữa không? Này mẹ với bầy con. Hết rồi. Con mẹ với bầy con. Trời ơi, không qua tới đây. Đã bắt gọn. Hút trọn ổ. Rồi xong phim. Anh Phương dám chụp không mang bao tay rồi chứ thế. Không có bao tay, sợ có bao tay có gì đâu. Mà sợ nó không chịu chạy ngay em thôi hả anh Tâm? Nó không chạy ngay mình nhào lên nó anh. Mình theo nó. Bích mẹ không? Hồi mùa nước nổi gọi là mình ngay mùa dịch là anh Phương đâu có về được đúng không ta? Đúng rồi. Mùa nước nổi năm ngoái thì có. Quá này. Không bự cho hắn mà bóp cho ta. Biết bạn thằng nào. Ê, ai dính? Hay quá Út ơi. Thấy chưa, nó dậy xuống hàng cua. Nhờ ông Sáu ông la trời quay lại liền trời. Ông hết vía chưa? Đáng lẽ nó dậy xuống mưa đó, sao lại dậy ngược lại. Quay cho lại này la cái đồ quán hộ giật lên. Đó có lý. Hay quá ông Sáu dùng chiến thuật quá dữ. Nếu chạy qua đây là bị thằng này nó chặn sao? Có lứa rồi quay. Không có lứa. Có lứa là nó theo mẹ rồi. Sang lắp. Hàng nào cũng có chơi gì hơn, hồi cái lồng này chứa rồi cho đủ. Ô tay vô chi có chụp được đâu mang. Chụp bệnh không? Cái này máy đang cắt rồi mình đào luôn. Ủa cái này có cái đụng nữa hả? Sao không đào? Máy đào hay kia dạ. Trên đào giá. Đó, đó, rồi đó, rồi. Hai rõ luôn cái em kia nó gì vậy? Vậy là mà nói đây mình đợi cái máy này cắt mình bắt luôn ha. Không bắt vòng gì đó gì hồi có ta cắt tới lần lúa chuột chạy chớp.
Tại đây còn có miếng này chưa gắt rồi. Mà nó hơi bị nhiều. Này cắt tổ cũng lâu rồi nha. Không dữ lắm mày. Phải có rồi. Chỗ là chỗ tướng luôn đó. Đó không? Chỗ luôn rồi, ba tay đó. Mà chả bá dữ lắm. Có côn trùng bò ra. Mày để cái má này con chuột nó chạy đi dướng đôi dép nó văng đôi dép đi xong rồi sao để trên bờ nữa. Trời. Chuột chạy văng đôi dép đó cũng lại luôn à. Chuột bự nãy chạy văng tốt. Để nó cắt rồi chầm đứng này không được mất trời. Dễ gì, đéo hơn. Người ta lúa nó cắt hết chứ gì, gì cắt chùm đứng không? Có đứng cắt trước thì nó khô, còn ngã sao mình để cho nó khô mớ nữa. À, ngã có mưa cái làm giống luôn. Không có, hết mưa rồi. Kệ coi nó có tột với nước lẹ không. Ta không đi qua bển nữa đi. Bển này xa cầu quá. Chịu không kịp. Đi bển thì nó chạy ba la, nó chở ngược. Chở lại liền ha. Đó, có hàng nữa kìa. Chuột ơi, tao lại mày mày ra đi chuột ơi. Chưa có cái gõ. Cái gõ nó xin vía cho anh Phương chụp được con chuột nha. Chụp mấy con rồi, con. Đã nó chạy ngay nè anh Tâm. Bắt chuột quá đã, chuột chạy ngay mình mới chụp. Sao? Còn hai đứa. Chuột ở trên nè. Ừ. Bên này hết hả Giang? Còn không, bên này có đúng nữa. Dán xe vòng nữa rồi kìa. Nữa rồi đó, tôi sợ vụ này nữa rồi đó. Dán xe vòng vòng nữa rồi kìa. Cái gọi rồi. Cởi đạo luôn đi. Cái gọi là có chuột à. Con đó đó. Cái gọi là gần tới con chuột mẹ đó. Chuột mẹ với mẹ chuột con nữa. Chuột gì mà là đó hói. Không làm đi, món này món chục sữa nè. Sao? Cũng như heo sữa hả? Đây chục sữa. Đó. Hai mẹ đi chơi rồi. Có nào vô đây vậy? Mẹ ăn bít mà. Mẹ chấm đi luôn. Dám đi chơi lắm à. Đó đuôi, đuôi, đuôi. Đây. Đuôi vậy. Từ từ, đứt cái đuôi cái giọt liền đó. Sâu vô. Đó đuôi, chuột bự. Lầm. Thấy chưa? Ừ, nó bự. Con nào nữa không? Nó đã tè luôn rồi. Thì còn anh nào cho mới nó không? Không rồi. Nó ta không? Cũng có anh nào hả? Có chuột bố không? Bố. Con. Mấy có mấy con mà thấy cái lòng mình nó có đậm muốn đầy đầy. Chết rồi. 20 con à, sao đủ anh em Long Khánh. Xe qua, xe qua. Mình bây giờ là mình coi hang nha cả nhà, coi chừng nào máy tới thì mình qua máy. Trời ơi trời ơi. Hết biết rồi, muốn này tối rồi. Quang này
Còn cái lỗ này chạy sao? Rồi anh Phương nói đó canh đi. Canh cái đó thì chạy dầm. Đen lỗ rồi nữa ông ơi. Còn ướt là nó mới vô hay vậy? Mới chèn vô á. Có lý à. Cái chừng nó dồn á. Ba đừng quên ba nhạo ba chụp cái tiêu nghe ba. Chụp tay màu thôi chứ. Đâu mà muốn chụp mấy dòng đá nữa chứ. Xỉu. Chẳng vậy nó cũng dính nữa ha. Để đó gần gần đó đi, nó nước của mình. Quả lăng à. Tới hả? Con hả mẹ? Vừa lứa. Vậy là mày lứa rồi bự nghe cháu. Coi chừng ai ngắt ra đi cháu ơi. Vô mày lứa bự này là ngon luôn đó. Thấy đuôi hay thấy đầu vậy? Thục nó đó. Dám chỗ lên đây nè. Chú rửa giang. Đó còn bự luôn. Cái lọng đâu? Còn không? Còn nữa đó. Trời ơi, chuột béo tờ. Bỏ vô cái đi. Mấy anh em thấy con phải bự vậy không? Nó đó. Trời, nó còn cái nào lên nữa không? Chuột nó mẹ luôn mà lưới gì. Chạy ngay chuột chặt. Gì vậy? Hết hồn hết vía chân tưởng chuột chạy. Vậy là cái con hồi nãy là mẹ hả? Còn mấy con này lứa hả? Ừ. Anh Phương dám mang mấy con chuột nhỏ nhỏ vô không Phương? Lên hết rồi. Dứt cái gốc này còn đó béo. Chiên giòn. Chiên sữa mà. Sữa béo ngậy à. Nó mẹ rồi. Xương mềm luôn nha xương. Mày cần mấy hàng bả này chú không có che chám hay vậy? Thank you.
coi. Chạy đi. Xí đại đi. Là điên thăm luôn đó. Còn nữa hả Út? Chốn cái này bị lây bệnh của anh Nguyễn hay gì vậy? Nói gọi vào đâu ngoài trời quá Giang. Đó, dính chưa? Dính này, dính này. Hay quá Út ơi. Trời ơi. Cái chuyện như vậy cũng làm được. Anh Phương nói gì? Cái gì? Mới đào có 2-3 len dính rồi. Thằng chú chỉ hang vậy không đó là. Dính chưa nó buồn chú không? Buồn làm chứ Giang ơi. Có chuột là được rồi. Làm gì đâu mới hang mà lên bắt con chuột ra. Mùa này đâu có lạnh không? Ý anh Phương hỏi lại cho khúc nào á, tại khúc đó nước nổi giờ nước cạn anh Phương. Mấy năm còn làm cho đó nữa không? Còn. Ơi. Dán là không có. Có cắn lộn rồi biết 2-3 con ta. 2-3 con mới cắn lộn chứ con sao cắn được. Biết đâu nó chèn vô nó cắn cái đuôi nó sao.
Phương nào? Anh Phương nào? Để xếp xếp vô đây nè anh Phương. Chặn đồ đắng gì không? Để đâu? Đây đây. Chặn ngắt bánh nha. Không có ngắt. Anh Phương coi chừng đứt dép lên, nhảy qua nhảy lại á, sình thôi. Chuyện hai con chung vô đây luôn. Chứ ngang hai con nhưng mà ngang là về luôn á. Là hai chục rồi. Hai chục rồi. Chứ ngang là ok đó. Giá hai chục được hai chục hai sáu được sáu. Một nữa. Trời ơi nó béo. Sao mà con chuột nó đang tắm bùn. Cắn rút luôn. Cắn lội lên luôn luôn mới được chứ. Không cho nó cắn thì không lôi mình lôi nó được. Ừ. Con gái con cái con đực hàng gái hàng gái con kiên được mà con... rồi xong con đực mới chịu chứ con gái con đực con kiên con đực thôi con đực con đực trời mau quá ông sáu bển hàng mà hồi hàng của ông sáu sao con nghi quốc lên hàng của ông sáu cần quá tính những gì ông sáu đào đào hai ba cái thượng chuột à lấy chuột à có không không lẽ bỏ đào chị lấy gơm che nó thôi. Gì vậy? Đó, chuyện gì vậy đó? Không. Không. Chuyện chó nó bừ trước rồi kìa. Đụng nó. La nó đừng cho nó bừ. Nó bừ rồi, nó bừ rồi đó, có chuột rồi đó. Đi, lại hang đẳng. Đi, bự vô xíu à. Phát hiện mà. Thank you.
Không ít vậy là cho đừng ai vô hay sao ta? Đừng con nào giữ vô. Giữ con đó. Giữ con đó, đừng cho con khác vô cái gì con đó. Cái bít đùng là có chục mẹ, à, chứ chục con giống. Bít đùng nó bít vậy là mấy con khác vô không được. Rồi có một cái nhiều khi có một cái hang mấy chục con là kêu bằng cái gì? Dồn. Dồn. Dồn hả? Có hang một về đủ luôn á. Không có đâu chỗ đây. Bữa giờ mình chưa gặp hang giống vậy. Chưa kịp dồn rồi bắt nó mất tiêu, lấy đâu dồn hay sao? Nó tập thò cái đầu cà bá kia kia kia. Đây đi cho con giang bắt nó đi. Ném đi vô cho con giang bắt nó. Ừ, chuyện chạy lên ngược lại mày đi giang. Đập vào đây rồi đó giang. Em chia cho nó chạy luôn. Vô nó vòng vòng. Nó tung lên chụp này. Thôi trên này chứ. Gió này dám có con bự luôn. Ba, chín, chuột chín ơi. Có vô hang lại không anh Phương? Không, cái này cũng mềm nè. Chín chưa? Bởi vì một tay nó đâu có lẻ bằng hai tay được. Chà ná, chuột, lắm chuột. Ba đâu có chụp được đâu, cái tay ba ấy mà. Thủ luôn rồi đó. Chuyến này con nghĩ bà là ba nên đi bệnh viện mà chụp hình đi ba. Chứ để gì hoài, bức. Chạy ngang cái bụi mịt trời. Mình đến điện nghỉ ra đứng cái thầy bố đứng nào. Trời.
này là nó quảng hồn nó chạy vô mà. Cô đạo có con ếch không? Cái ghê vậy? Vậy đó thôi. Vậy, nói chung ăn cua. Ông sáu đã có thành quả. Nói chung ăn cua. Cái này ăn cua gì mà chung vô đã. Hết đường chạy rồi. Này nè, trong lúa người ta cắt cái quãng hồn chạy rồi. Chung ăn cua. Thương đó. Ở chỗ chạy đi tính. Ủa không qua hang mà sao hay vậy? Chân gốc giò mày có hang luôn, giờ tưởng nó chỗ rồi chứ. Không hả? Không. Đây là canh này đó. Ừ. Tưởng nó chỗ ở đây canh. Sâu lắm nè, cái ấu gõ nó tới. Bao lâu nữa tới mùa thu riêng anh Phong? 2 tháng. Ê, chuột bự. Em đã được bắt uống. Cảm ơn bắt nó nè. Chạy dành, chạy qua phố không? Em bắt chập, đi. Chập chập ốc. Đây, đây con. Chạy dành chập luôn. Lứa. Lứa đâu bạch kia vậy? Chấp. Đó. Lứa bự đó. Trời ơi con này làm mẹ rồi. Mập dữ vậy, mấy con này cũng mập nè. Từ đâu ngươi chấp cái ghế hả? Còn hả? Rồi. Xong rồi đó. Nào. Máy hư này. Kìa, nó lú đầu rồi đó. Nước hay vậy? Nước. Đó. Trời. Hàng nhỏ quá. Mày lứa lứa đâu béo. Con này đã ra ngồi nó béo cho mà thấy tấm bùn hả cưng. Cô còn em nào nữa không?
mặn trên Phương. Hết đâu. Hết bãi tròn tròn đó là nó tuyệt vời, ông mặt trời. Sao bằng những ngày khác như vậy? Ừ khác. Ừ, không tin sáu nữa rồi. Sáu gì kỳ lắm rồi. Chiếc này sao bị hư, chiếc này sao xuống một lỗ quá. Sửa lại đàng hoàng cái bò cho người ta mới được á. Rồi, thành quả đây cả nhà. Này mình sẽ không ẩm thực chuột nha cả nhà. Chuột này mình về mình làm sạch sẽ, mình giữ đông. Cho team Long Khánh của em kết thúc clip này ở đây. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà muốn biết anh Phương làm ẩm thực này gì thì coi ẩm thực bên Long Khánh của em. Mùa này mà thì chuột nó ít nha anh Phương ơi, còn mùa kia mình giở chà nó mới nhiều. Cũng uy tín thôi chứ bộ. Anh Bi, anh Dưỡng Út đồ, anh Cường, anh Đen rồi thấy chắc cũng nghe. Ha, nhiều quá. Rồi. Vô. Xe mình để đằng kia. Dễ quá, 5 giờ quá.